Uống nước gừng khi đói, cơ thể sẽ nhận được 7 tác dụng không ngờ. Củ gừng là thảo mộc tự nhiên, được sử dụng làm thuốc trong nhiều thế kỷ. Nhờ chứa hàm lượng cao chất dinh dưỡng và các hợp chất mạnh mẽ có hiệu quả trong chữa bệnh. Gừng được xem là liều thuốc giảm đau và kháng viêm tự nhiên cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, gừng có chứa chất chống oxy hóa cao, có tác dụng hiệu quả trong việc loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Bạn có thể bổ sung gừng vào chế độ ăn uống hàng ngày với nhiều cách khác nhau. Đặc biệt, nó còn phát huy hiệu quả khi bạn dùng nước gừng khi đói. Công thức làm nước gừng tại nhà. Về thành phần: một muỗng canh bột gừng khoảng 10g, 3 cốc nước khoảng 750ml, nước ép nửa quả chanh, một muỗng canh mật ong hữu cơ khoảng 25g. Cách thực hiện như sau: cho một muỗng canh gừng vào 3 cốc nước, đun sôi để lửa nhỏ trong 15 phút, sau đó thêm nước chanh, tắt bếp để nguội, thêm mật ong để làm ngọt. Uống hỗn hợp này 3 lần mỗi ngày vào lúc đói để nhận được những tác dụng sau. 1. Tăng cường khả năng lưu thông máu. Uống nước gừng khi đói là thói quen tốt để cải thiện lưu thông máu. Gừng có chứa magie, kẽm và kali, giúp điều chỉnh và giảm cơ chế viêm, tác động xấu đến hệ tuần hoàn. Uống nước gừng khi đói cũng làm giảm mức cholesterol xấu trong động mạch, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. 2. Tăng cường chức năng đường tiêu hóa. Thống kê cho thấy, những người uống nước gừng vào buổi sáng khi đói thường ít bị khó tiêu và táo bón. Nguyên nhân là gừng chứa lượng chất xơ, chất dinh dưỡng có tác động tích cực đến nhu động ruột. Bên cạnh đó, gừng giúp kiểm soát axit dạ dày quá mức và đào thải các loại khí tích tụ trong ruột. 3. Kiểm soát sự tích nước của cơ thể. Tính chất lợi tiểu và kháng viêm của gừng khiến nó trở thành lựa chọn tự nhiên và lành mạnh để chống lại sự tích nước. Uống nước gừng khi đói hàng ngày có thể loại bỏ sự tích nước trong các mô, tăng mức năng lượng, từ đó giúp cơ thể tránh mệt mỏi. 4. Tăng cường hệ miễn dịch. Uống nước gừng mỗi ngày là một trong những phương pháp đơn giản để nạp dinh dưỡng, cải thiện phản ứng miễn dịch của cơ thể. Duy trì thói quen tốt này còn giúp cơ thể kích thích sản xuất các kháng thể để chống lại các tác hại của vi sinh vật và vi khuẩn. Cụ thể, uống hỗn hợp nước gừng khi đói có thể giúp ngăn ngừa: 1. Nhiễm trùng đường tiết niệu. 2. Ho và cảm lạnh. 3. Bệnh cảm cúm. 4. Nhiễm trùng âm đạo. 5. Bệnh tự miễn dịch. Giảm đau khớp. Gừng được biết đến như một phương thuốc tự nhiên chữa đau cơ và đau khớp hàng trăm năm nay. Thành phần chính của gừng là gingerol, có tác dụng chống viêm và giảm đau. 6. Ngăn ngừa chuột rút. Uống nước gừng khi đói đặc biệt hiệu quả ở những người hay bị chuột rút cơ bắp. Nguyên nhân là bởi gừng có chứa một lượng lớn chất khoáng, giúp điều chỉnh các chất điện phân trong cơ thể và ngăn ngừa phản ứng chuột rút. 7. Ngăn ngừa sự lão hóa sớm. Gừng có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, vitamin và khoáng chất, cho nên nước gừng mật ong là đồ uống giải khát hoàn hảo để chống lại các tác động tiêu cực của các gốc tự do đến mô của bạn. Chất chống oxy hóa có trong gừng ức chế sự phá hủy tế bào và ngăn ngừa các bệnh mãn tính như ung thư, Alzheimer và viêm khớp.